em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh bán hàng của bên em nhé. Và trong video ngày hôm nay thì em xin giới thiệu tất cả mọi người một dòng vang cơ lai số vừa về xong, siêu đẹp, siêu chất và giá thành vô cùng hợp lý cho anh em các bác nhá. Trong video thì các bác có nhu cầu mua hàng, các bác gọi điện thoại trực tiếp giúp em số điện thoại này các bác nhá. Đấy. Với cả một dòng vang cơ lai số nó quá trời đẹp luôn. Đấy, thực sự nó đẹp lắm các bác ơi. Ở ngoài nhìn nó vô cùng sang trọng và đẹp. Đó. Và mức giá vô cùng hợp lý các bác nhá. Chức năng thì gọi là full option cho anh em luôn. Đấy. Và có tên là JBL-X10 các bác nhá, một dòng vang cơ lai số vừa cập bến xong, mới tinh tình các bác nhá. Hot nhất bây giờ luôn. Đấy. Thì nó đầy đủ các chức năng đầu vào như là cổng quang này, Bluetooth này, cổng đồng trục này, USB này và ngõ AV bình thường. Cổng quang có này, Bluetooth có này, cổng đồng trục có này và ngõ AV thông thường. Các bác nhá. Con này thì nó tích hợp mà eco rời, dì vật rời và trông hú 4 cấp cho anh em luôn. Đấy, một cái mẫu vô cùng đẹp luôn. Đấy. Đẹp lắm các bác ơi. Đấy, trông nhìn các bác nhìn này, cái đèn nó nhấp nháy rất là sang, sang xịn mịn cho anh em luôn. Màn hình to rộng đẹp. Đó. Và ngay bây giờ em test cho các bác tính eco và dì vật của nó luôn các bác nhá. Đấy, em alo thử các bác nha. Lên 6B 2 bây giờ dì vật các bác nhá. 6 1 2 2 6 7 lên 2 6 còn quá trời đẳng cấp luôn các bác nhá. Dì vật này làm sự kiện ngoài trời cũng ok các bác, khi mà các bác thích chuyển về eco, các bác chỉnh cho em thông số rất đơn giản các bác nhá. Đấy, bấm vào đây, nó có từng tất cả mọi thứ nó hiện ở trước mắt các bác luôn. Đấy, rất là đơn giản các bác nhá. Nè. Đấy các bác nhá. Delay này. Đấy các bác chuyển chế độ gì vọt về chế độ eco, bên này là eco, bên này là gì vọt các bác nhá, chuyển về 00 cũng được, âm 5 cũng được các bác. Alo cái tiếng vang nhạn. Ok. Lên 1 2 6 7 lên. Con đường xưa em đi. Lên 1 2 3 4 5 6 7 lên 2 6 7 lên. Vang nhạn rất là ngọt các bác nhá. Vang nhạn rất là ngọt luôn. Đấy. Con này thì nó tích hợp một chức năng nữa vô cùng là đẳng cấp luôn, là chức năng equalizer các bác nhá. Equalizer cho các bác về các bác thích thể loại nhạc nào, ví dụ nhạc ra, nhạc pop hay nhạc dốc gì đó, các bác ấn vào là tự có thể hiện ở đây luôn. Đấy các bác nhá. Đấy. Poppy này. Đấy. Classic này. Đấy, pop này. Đấy. Ra này. Đấy các bác nhá. Nghe nhạc rất sướng các bác nhá. Rất sướng luôn. Đó. Rất đẹp, eco gì vọt rời các bác nhá. Mic sau cho bác cắm lúc mic không dây cực kỳ đẹp này. Đấy, đầy đủ cổng quang, Bluetooth, USB, trong hú 4 cấp các bác nhá. Và nội thất của con này đây. Các bác nhìn cho, chạy một con chip của Nhật Bản các bác nhá. Vì toàn là linh kiện cắm cao cấp con linh kiện cao cấp các bác nhá. Làm rất là dày đặc. Đấy các bác nhìn chưa? San sát nhau, dày đặc. Đấy, linh kiện trông rất là xịn sò các bác nhá. Đấy. Và con này thì là phiên bản chạy nguồn biến thế các bác nhá. Có nghĩa là nguồn tăng phô đấy ạ, nguồn biến thế. Các ngõ ra của nó thì gồm hai ngõ chính là một cổng súp, và các bác có thể cắm đường súp ao bằng rắc bông sen cũng được này. Và các bác cắm xung rắc bông sen từ đây xuống âm ly hoặc đẩy cũng được. Và phiên bản này thì nó có kèm theo điều khiển đầy đủ các bác nhá. Khiển đầy đủ này. Và dây Bluetooth này, tờ tu vít này và hai cái tai này nhà máy nhà ta cho bên cạnh này. Các bác nhá. Cho bên cạnh này, các bác thích lắp vào thì nó vào các bác nhá. Đấy thì đâu có đây này. Các bác thích lắp vào thì lắp vào. Đấy thì nhà máy người ta để nguyên như vậy. Đấy. Thì khi cái phiên bản này đấy mà không lắp tai thì nó sẽ cái size của nó sẽ bằng cái size của âm ly các bác nhá. Đấy còn các bác lắp hai cái tai này vào thì nó bằng cái size của cục đẩy các bác nhá. Rất đẹp và rất cơ động cho anh em luôn. Bác nào thích để như âm ly cũng được, thích lắp như cục đẩy cũng được. Đấy và dòng vang này nó về thích hợp cho âm ly, cục đẩy. Đấy, loa kéo loa kiếp rất ok các bác nhá. Đấy, rất đẹp cho anh em luôn, nó quá đẹp, tích hợp cả equalizer các bác nghe nhạc sướng lắm các bác ơi. Đấy, có khiển thước đầy đủ cho anh em luôn. Đấy, eco dì vật rời các bác nhá. Đấy, dì vật tham thước đầy đủ cho anh em luôn. Đấy, eco thước đầy đủ và căn chỉnh cái này, bấm vài cái nút là xong hết luôn, rất xịn sò. Đấy, rất đẹp các bác nhá. Đấy, và cái giá bên em đưa ra cho các bác giá là 1.300.000 đồng các bác nhá. 300.000 đồng bao ship cho anh em và bảo hành cho anh em 1 năm các bác nhá. Đấy, 1.300.000 đồng bao ship cho anh em và bảo hành cho anh em 1 năm các bác nhá. Đó, vô cùng hợp lý cho anh em luôn. Đấy, 1.300.000 đồng bao ship bảo hành 1 năm cho anh em luôn, một dòng vang thương hiệu JBL X10 rất đẹp các bác nhá. Đấy, rất đẹp luôn.
Đấy. Và sản phẩm này thì nói chung là năm nay ra chắc chắn là một sản phẩm hot nhất thị trường bây giờ. Quá đẹp, quá hay, các bác nhá. Đấy, 1.300.000 đồng. Bác nào có nhu cầu thì alo cho bên em, các bác nhá.